trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt nga của phương tây làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá lương thực tăng cao, đầy thế giới và nguy cơ mất an ninh lương thực, một số chuyên gia đã đưa ra đề xuất giải quyết thách thức này. Theo đề xuất, các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực có thể tìm các nguồn cung ngũ cốc thay thế thông qua việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng hoặc tìm kiếm lựa chọn khác tại thị trường nội địa hoặc những thị trường không bị ảnh hưởng. trong khi đó, các chính phủ cũng có thể xả kho lương thực từ nguồn dự trữ trong nước để giảm bớt các tác động của cú sốc nguồn cung ngũ cốc đối với người tiêu dùng ngoài ra các nước cũng cần phân bổ ngân sách để giúp tăng sản lượng lương thực thông qua việc chi tiêu cho các thiết bị hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng như cơ sở hạ tầng không chỉ vậy các doanh nghiệp có thể giảm lãng phí thực phẩm nhờ các chính sách đặt hàng và hệ thống làm lạnh tốt hơn